Dạ vâng, vâng, em xin rất là chào thầy và tất cả các bạn đã có trong buổi seminar ngày hôm nay. Thì em xin được giới thiệu một chút. Thì thưa thầy, thì em là Huyền, hiện tại em sẽ support chị diễn giả ngày hôm nay là chị Phan Thị Vipa, thì chị sẽ là diễn giả trong buổi seminar ngày hôm nay. Thì chắc là trước hết để cho các bạn có thể thoải mái hơn để bước vào phần seminar của mình, thì hy vọng rằng là các bạn sẽ có thể bật camera lên này hoặc là bật mic lên để có thể trực tiếp tương tác với chị Ba ha. Rồi thì cho để hâm nóng bầu không khí một chút. Thì dạ vâng, em chào thầy ạ. Chào thầy. Và chào chào các bạn. Dạ vâng ạ, vâng. Thì cho để hâm nóng bầu không khí một chút ha. Thì bên tổ chức của chương trình có chuẩn bị một trò mini game nho nhỏ. Thì xin phép đội kỹ thuật có thể share screen được không? Thì trò mini game này sẽ là mang chủ đề đó là đoán dựa vào những cái emoji trên màn hình, thì các bạn sẽ đoán một số những cái câu ca dao. Đó, thì hy vọng rằng là thông qua cái trò này các bạn cũng sẽ có được những cái liên tưởng một chút đến văn học của Việt Nam này, cũng như là một số những cái gợi ý của chương trình về chủ đề ngày hôm nay. Anh chuyên anh có thể share lại màn hình được không ạ? Không biết là các bạn đã nhìn thấy màn hình trên trên screen của anh Nguyễn Văn Huyên chưa? Vẫn chưa à? Rồi rồi, À ok dạ rồi vâng em ạ. Dạ vâng ạ, ok. Rồi, thì tên trò chơi của chúng mình là đùa emoji bắt câu ca dao. Thì luật chơi sẽ rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ nhìn vào những cái emoji trên màn hình này, sau đó thì các bạn sẽ đoán nghĩa của câu ca dao tương ứng. Mỗi cái câu hỏi thì các bạn sẽ bạn nào mà trả lời đúng nhất và nhanh nhất thì sẽ nhận được một phần quà, đó là một thẻ điện thoại trị giá 50.000 Việt Nam đồng đến từ ban tổ chức, và sẽ có bốn câu hỏi được hiện trên màn hình, và không biết thì bốn bạn nào sẽ là những bạn may mắn để nhận được phần quà ở đây. Thì hy vọng rằng là các bạn sẽ phát huy được cái năng khiếu văn học tiềm ẩn trong mình nha, để có thể chiến thắng trò chơi này nhá. Thì các bạn hãy comment ở trong phần box chat của phần Teams nhá. Rồi ok, thì chắc là mình sẽ đến với câu đầu tiên ha. Anh chưa nãy anh có thể next slide được không ạ? Rồi, câu đầu tiên đã xuất hiện trên màn hình. Thì gợi ý một chút mọi người, thì đây là một câu câu ca dao tục ngữ liên quan đến chủ đề, đó là vấn đề giao tiếp ở trong trong xã hội này hiện tại. Thì không biết là mọi người đã đoán được cái chủ đề là gì chưa? Giao tiếp nha, và liên quan đến xem nào, liên quan đến vật chất một chút này, và liên quan đến tình cảm này. Mọi người có thể nhìn thấy tờ tiền và một hình trái tim ở đây. Ok, mình đã nhìn thấy rất là nhiều những phần comment ở trong box chat rồi. Rồi thì bạn trả lời nhanh nhất và đúng nhất đó là bạn Vũ Tuấn Minh. Rồi thì lời nói chọn mất tiền mua, lượn lời mà nói cho vừa lòng nhau, chính xác là câu trả lời của câu hỏi này. Rồi ok, uầy, rất là nhiều câu trả lời đã được type vào trong phần box chat. Có vẻ như là các bạn cũng khá là quen thuộc với những cái câu ca dao tục ngữ đúng không? Chắc là một số những câu về sau sẽ khó hơn một chút, độ khó sẽ nâng lên một chút, thì hy vọng là các bạn vẫn sẽ trả lời được ha. Chắc là đến câu thứ hai. Xem là câu thứ hai sẽ là gì đây. Rồi câu này sẽ khó hơn một chút. Và gợi ý thì chỉ có ba thứ thôi. Ôi, lời lời nói gói vàng hay là chọn mặt gửi vàng nhỉ? đang có khá là nhiều hai hoặc là hai đáp án xuất hiện trên màn hình. Rồi, thì chắc là xin mời ban kỹ thuật có thể xuất hiện xuất hiện câu câu trả lời cho câu hỏi này được không ạ? Thì đáp án chính là lời nói gói vàng. Ôi,
đáp án này lại, câu trả lời này thì lại thuộc về bạn Vũ Tuấn Minh tiếp tục. Có vẻ như bạn này sẽ là chúa tể ngôn ngữ, có vẻ là như vậy đây. Không biết là câu thứ hai, câu tiếp theo trong thứ ba, thứ tư thì bạn có tiếp tục giữ ngôi vị này không? Các bạn khác thì các bạn lưu ý là mỗi một câu trả lời đúng ha, các bạn sẽ nhận được thẻ điện thoại trị giá 50.000 đồng. Thế nên là các bạn về sau vẫn có khả năng để nhận được phần quà của chương trình nhé. Rồi ạ, mời câu thứ ba xuất hiện trên màn hình ạ. Câu này xem là xem không biết là có một gương mặt mới nào xuất hiện không. Vâng ạ, có vẻ câu này thì không bị không khó khăn lắm với mọi người, câu này khá là dễ đúng không? Thấy mọi người điền cũng rất là nhanh này. Nhưng mà câu này đã xuất hiện một gương mặt mới rồi. Đó là bạn Nguyễn Ngọc Linh. Lời chào cao hơn mâm cỗ, chính xác là câu trả lời đúng cho cái phần này. Vâng ạ. Thì một gương mặt mới đã xuất hiện, còn một cơ hội cuối cùng cho mọi người thôi. Đó là câu hỏi thứ tư, thì mọi người ơi, mọi người hãy nhanh tay lên ha. Câu này có vẻ khá đơn giản đúng không mọi người? Câu này có vẻ là khá đơn giản. Có rất nhanh chóng. Rất nhanh chóng các bạn đã đưa ra một đáp án cho câu này rồi. Rất là nhanh luôn. Im lặng là vàng, chính xác là đáp án cho câu này. Cũng đã xuất hiện một gương mặt mới nữa. Bạn Nguyễn Thế Trinh đúng không? Hy vọng mình đã đọc đúng tên của bạn nhé. Nguyễn Thế Trinh. Rồi cảm ơn bạn. Bữa ban tổ chức có nhắn mình là thấy các bạn có vẻ như là giàu tiềm năng về ngôn ngữ quá, nên ban tổ chức đã thêm một câu hỏi nữa vào phần cuối này để cho cơ hội cho các bạn nhận thêm phần quà. Thì hy vọng rằng là cái câu thứ 5 này sẽ là một câu nào đấy để các bạn có thể nhận được phần quà nhá. Các bạn hãy nhanh chóng nào, hãy chuẩn bị để time nhanh vào bóc chat đáp án cho câu này. Cái này thì khá là quen thuộc với các bạn sinh viên đây. Đặc biệt những bạn nào hay chạy deadline thì chắc chắn sẽ khá là quen thuộc với câu thuật ngữ này. Rồi mình đã thấy khá là nhiều đáp án the time trong phần box chat. Rồi thì chắc là xin phép ban tổ chức có thể tiết lộ đáp án được không ạ? Đúng rồi, chính xác là nước đến chân mới nhảy, thì nước đến chân mới múa. Ok, không biết là có phải phiên bản dị bản không. Rồi thì câu này đáp án chính xác đã thuộc về, chính xác và nhanh nhất ha, đã thuộc về bạn Vũ Tuấn Hùng. Ok. Rồi thì chắc là mọi người cũng đã có một phần warm up nho nhỏ sau cái phần trò chơi vừa rồi. Thì hy vọng rằng là thông qua cái trò chơi mini game vừa rồi thì mọi người cũng đã phần nào đấy hào hứng hơn và thoải mái hơn để sẵn sàng bước vào phần chính ngày hôm nay. Đó là phần sharing của chị Vipa về chủ đề, đó là về Agile. Thì như mọi người cũng đã biết đó, thì trong cái thời đại và công nghệ phát triển hiện tại thì những cái phương pháp phát triển phần mềm truyền thống đã không còn mang đến những cái lợi ích cho các doanh nghiệp như trước nữa, và bộc lộ rất là nhiều những nhược điểm cũng như là cái tỷ lệ thất bại dự án rất là cao. Và bởi vậy khi mà phương pháp Agile ra đời thì đã giải quyết được những cái điểm yếu đó, và Agile thì với cái phương thức triển khai độc đáo và thể hiện được sự linh hoạt cũng như năng động của mình thì đã mang đến những cái giá trị rất là hữu ích cho doanh nghiệp và mang đến những lợi nhuận rất là lớn cho khách hàng cũng như là trải nghiệm rất là tốt cho những người tham dự vào dự án. Thì đến với buổi seminar ngày hôm nay thì ban tổ chức của chương trình thì có mời đến chị Phan Thị Vipa, là một những gương mặt rất là kỳ cựu trong lĩnh vực phát triển phần mềm và với phương pháp là Agile. Thì chắc là em xin phép được giới thiệu về profile của chị ba một chút để mọi người có thể hiểu phần nào về chị. Thì chị Vipa hiện tại đang là manager và kiêm project manager của dự án CA, thì đang cung cấp các dịch vụ và giải pháp cho một trong những hãng hàng không lớn nhất thế giới và thuộc đơn vị Bu 91 của FPT Software. Và chị ba thì đã có 13 năm kinh nghiệm trong ngành IT và cũng đã trải qua rất là nhiều vị trí như là BA này, test này, automation test hoặc là PM. Thì chị cũng đã giành chứng chỉ PMP, là một cái chứng chỉ rất là danh giá về project management, và chị là thành viên của đội vô địch PM contest năm 2018 do FPT Software tổ chức. Cũng như là chị cũng có rất là nhiều những cái kinh nghiệm giảng dạy
theo nhiều khóa học về Agile, Scrum cho các đơn vị tổ chức trong và ngoài tập đoàn FPT. Thì hy vọng rằng là với sự xuất hiện của chị Ba và với những phần chia sẻ rất là nhiệt tình của chị trong phần tiếp theo, thì chị sẽ mang đến cho các bạn rất là nhiều những cái kiến thức bổ ích và thú vị về Agile. Vâng ạ, thì chị Ba ơi, không biết hiện tại chị đã sẵn sàng để bật mic lên và trò chuyện với các bạn cũng như là chia sẻ cho các bạn chưa ạ? Rồi ạ, xin cảm ơn Huyền và xin cảm ơn rất là nhiều những cái lời giới thiệu của Huyền. Thì xin được chào tất cả các bạn sinh viên Bách Khoa. Mọi người ơi, hãy giơ tay lên cho mình biết đi ạ. Rồi ạ, xin cảm ơn và rất là nhiều, em xin được chào thầy ạ. Và ngày hôm nay ta rất là vui khi được đến đây cũng chia sẻ, vì trước đây cũng rất là hâm mộ các bạn sinh viên Bách Khoa từ thời của mình, và chỉ hồi đấy đang ngưỡng mộ, và bây giờ hiện tại thì mình cũng đang có rất nhiều nhân viên đến từ trường Đại học Bách Khoa. Và đấy cũng là lý do vì sao ngày hôm nay mình nhận lời đến đây để cùng chia sẻ với tất cả các bạn. Và có lẽ cũng xin phép thầy để cho em được sân trị với tất cả các bạn cho nó trẻ. Rồi ạ, xin chào các bạn. Thì ngày hôm nay chị rất là vui khi được đến đây. Và chắc là xin phép cho chị xem màn hình trước nhé, để xem là mọi người có nhìn thấy cái màn hình của chị không. Mọi người có nhìn thấy màn hình của chị chưa ạ? Có thì like nha. Vâng ạ. Ok, thế thì trước khi mà bắt đầu cái bài chia sẻ ngày hôm nay về chủ đề là Agile, thì cũng xin giới thiệu qua, thì Huyền cũng đã nói với tất cả mọi người khá là nhiều về Agile cũng như là về profile của chị. Nhưng ngày hôm nay thì chị xin phép được nói với tất cả các bạn, đấy là tại sao mình lại chọn chủ đề Agile để chia sẻ với tất cả các bạn sinh viên. Thì thực ra thì mình cũng đã đi chia sẻ cũng khá là nhiều, và mình cũng là một trong số những người đang là Agile Coach của khá là nhiều công ty. Và có thể nói là hiện nay ấy, tất cả các em thì đều được chuẩn bị, các thầy cô cũng đã dạy rất là nhiều, và các em đã được trang bị khá là nhiều những cái kiến thức chuẩn về mặt technical rồi. Tuy nhiên về mặt phương pháp thì cũng chúng ta đang có rất là nhiều những cái mới mẻ, và hiện tại thì Agile cũng rất là nhiều người cũng đang mới biết là khái niệm thôi. Thế thì bây giờ trước khi bắt đầu ấy, cho chị xin phép hỏi tất cả các bạn ở đây, các bạn cứ bật mic và chia sẻ nhé. Có ai đã biết đến Agile rồi nhỉ? Ai đã từng biết đến và tìm hiểu về nó rồi? Các bạn hãy giơ tay và nói luôn nào. Xin mời bạn Trần Lam ạ. Thưa chị, theo em thì Agile là phương pháp quản lý dự án một cách nó sẽ giúp mình có thể giúp mình có thể làm sao? Có vẻ như connection là đang hơi rồi ạ, có bạn nào có ý kiến khác không ạ? Có ai đã biết đến Agile là gì chưa ạ? Chị ơi, em thấy có bạn Chu Thạch Thảo đang giơ tay đúng không ạ? Rồi, xin mời bạn. Ôi, chắc em nhầm, em chưa tắt thôi ạ. Rồi ạ, có lẽ là nếu như mà các bạn đang chưa quen thuộc với nó, thì chắc chắn là ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ được nghe khá là nhiều những cái thông tin mới về nó, đúng không ạ? Thế thì để mở bài cho chương trình ngày hôm nay, chị sẽ xin phép được hỏi tiếp một người một câu hỏi nữa. Cái câu hỏi này sẽ liên quan đến chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Đấy là theo như các bạn thì bây giờ chúng ta đang phải làm online này, và chúng ta đang ở cái thời kỳ đấy là khi mà Covid nó đi qua cái đỉnh điểm của nó rồi. Thế thì trong cái số liệu gần đây của một tổ chức gọi là digital.ai, nó có một cái report hàng năm á, thì đang có sự chuyển biến. Trước đây trong năm 2020 thì nó có 37% là sử dụng Agile, thì lên đến năm 2021 chúng ta đã có đến 86% các công ty đang apply và sử dụng Agile method. Thế thì chắc chị hỏi một chút xíu, đấy là theo mọi người thì cái gì quan trọng nhất mà một nhân viên cần phải chuẩn bị khi bắt đầu bước vào đi làm trong cái thời kỳ Covid này?
Các em có thể chat hoặc là các em có thể mở mic ra và chia sẻ cùng với chị được không? Vì chị rất là muốn trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì thực sự nó là một cái buổi trò chuyện giữa chị và tất cả các em, thay vì nó là một cái buổi mà chị sẽ diễn thuyết từ đầu đến cuối. Rồi ạ, mọi người hãy cho chị một vài ý kiến đi ạ. Mọi người mở mic và chia sẻ đi để chúng ta tăng cái sự tương tác. Em nghĩ là chuẩn bị thiết bị điện tử và mạng ổn định để có thể làm việc được. Ok. Một xu hướng hiện tại là chúng ta có thể thấy đấy là chúng ta work remote rất nhiều đúng không ạ? Rồi ạ, một ý kiến rất là hay ạ. Có bạn nào có ý kiến khác nữa không ạ? Theo như chị biết thì các em đều đang là sinh viên năm cuối rồi đúng không ạ? Thế thì theo các em thì làm thế nào? Bọn em đang muốn chuẩn bị những cái gì trước khi các em xin việc làm trong thời kỳ ngày, thời đại ngày hôm nay? Trong cái thời điểm mà Covid cũng đang còn ở đâu đấy chứ cũng chưa hẳn là gọi là xong hẳn đúng không ạ? Được rồi, chỉ muốn lắng nghe từ phía các em. Mọi người ơi, theo em thì là có nên chuẩn bị những thứ về kỹ năng làm việc tại nhà và kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm cụ thể là kỹ năng gì ạ em? Em đoán là kỹ năng kiểu làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, giao tiếp thì cũng không chú trọng lắm, tại vì là dạo này cũng kiểu đang làm online thì việc giao tiếp chắc cũng dễ hơn. Okay. Đấy, em nhìn thấy qua có hai cái đấy. Rồi, xin cảm ơn em. Vâng, chúng ta cũng đã được lắng nghe rất nhiều những cái ý kiến từ phía các bạn. Thì bây giờ chị xin chia sẻ với tất cả các em nhé. Đây là một cái sự nghiên cứu của các bạn digital.ai về sự thay đổi của thế giới sau COVID, hậu COVID. Thì chúng ta trong cái working space của chúng ta đang thay đổi ở trên 4 lĩnh vực: con người, process, technology và products. Thế thì ở cái giai đoạn đầu ấy, khi mà COVID vừa mới xuất hiện thì chúng ta thường có một cái gọi là cái phản ứng, đó là respond lại với nó. Có nghĩa là lúc đấy là kiểu xảy ra rồi thì chúng ta phải đối ứng với nó. Và lúc đấy thì chúng ta gần như là phải bắt đầu bắt buộc phải work from home. Chị còn nhớ cái thời kỳ mới bắt đầu triển khai work from home thì rất là nhiều người khá là bỡ ngỡ. Rồi cơ sở vật chất, rồi máy móc, rồi rất là nhiều những cái kiểu gọi là chúng ta cần phải chuẩn bị. Thì thời điểm đấy gọi là chúng ta còn phải đối ứng ngay với cái hoàn cảnh. Và trong thời kỳ đấy thì cái phương pháp làm việc truyền thống ở các dự án kiểu như là Waterfall ngày xưa ấy, gần như là nó sẽ giảm đi, và trong đó thì người ta thấy được cái sự lớn lên của Agile. Tại sao là như vậy? Bởi vì bản chất cái thằng Agile nó là sự phát triển mạnh mẽ của cái việc là các bạn phải tương tác với nhau, và tương tác càng nhiều thì hiệu quả càng cao. Và cái việc sử dụng Agile nó cũng sẽ giúp mình coordinate được với nhau hiệu quả hơn. Đấy, về mặt công nghệ thì bắt đầu là họ sẽ có đưa ra những cái tool set để mình làm việc tốt hơn ở trong cái thời kỳ đấy. Và về mặt gọi là sản xuất các product thì họ bắt đầu đưa ra những cái gọi là dynamic replanning. Có nghĩa là trước đây nếu như các bạn plan, nó là một cái plan rất là dài hạn, thì bây giờ chúng ta đã đưa ra những cái plan mà chúng ta có thể thay đổi để thích nghi với những cái hoàn cảnh. Bởi vì chúng ta có thể thấy được rằng là sẽ có những cái thay đổi mà chúng ta không thể lường trước được. Đấy, không bao giờ chúng ta aware được là đến một ngày chúng ta lại vẫn một số những công ty lại bắt đầu trả office rồi. Chúng ta bắt đầu một cái mô hình work hybrid, nghĩa là nửa ở công ty, nửa ở nhà rồi. Cái điều đấy thực sự là thật khó. Mới chỉ cách đây khoảng 3-4 năm thôi thì chúng ta không thể tưởng tượng được đúng không? Nhưng mà sau khi cái thằng COVID nó bắt đầu gọi là đỡ hơn một chút thì chúng ta bắt đầu recover, chúng ta bắt đầu hồi phục lại cái cách làm việc. Thì trong đó thì bắt đầu từ Agile chúng ta sẽ đến một cái khái niệm nữa, chính là DevOps Adoption. Cái chữ DevOps này cũng khá là nhiều các bạn đang hiểu. Chữ DevOps nó chỉ dừng ở cái CI/CD, có nghĩa là những cái ở phần cuối về deploy. Nhưng mà DevOps ở đây chúng ta có thể hiểu rộng ra, đấy là cái văn hóa coordination. Nó không phải là văn hóa silo, tức nghĩa là chuyên môn hóa kỹ như trước đây nữa. Và cái cuối cùng đấy là khi mà chúng ta đã bắt đầu thích nghi này, rồi chúng ta đã phục hồi thì chúng ta sẽ phát triển ra một cái mới. Đấy là lúc đấy các doanh nghiệp bắt đầu quản lý theo flow. Thì đấy là một số những cái kiến thức mà chị vừa mới chia sẻ với mọi người về cái tình hình hiện nay của chúng ta. Đấy, thì trong bài chia sẻ ngày hôm nay thì chị muốn đi với mọi người ở trong các cái nội dung. Thứ nhất đấy là về Agile, tại sao chúng ta sẽ phải dùng Agile. Chị ơi, chị có thể chị có thể share lại màn hình được không ạ? Hiện tại thì các bạn chưa nhìn thấy slide của chị ạ. Ok,
Thế à? Vâng ạ. Làm sao mà từ nãy giờ. Rồi mọi người đã nhìn thấy slide của chị chưa? Vâng. Bây giờ nhìn thấy rồi ạ. Vâng ạ. Ok ok, xin lỗi cả nhà. Ok, thế thì hồi nãy trong cái slide cũ thì mọi người đã nhìn thấy cái slide của chị chưa nhỉ? Ở cái phần này này. Cái slide này trước đến lúc này chưa? Có nhìn thấy không ạ? Alo. Đã thấy rồi, lúc nãy chưa thấy này ạ. Ô thế à, trời ơi, thằng nào mà nói. Ok, thế thì chị xin brief qua nhanh chóng một chút xíu là hồi nãy chị vừa chia sẻ với tất cả mọi người về một cái nghiên cứu của tổ chức digital.ai về tình hình của thế giới của chúng ta hiện nay và đặc biệt là sau một cái gọi là cái Big Bang là COVID-19 thì nó đã có rất nhiều những thứ thay đổi. Câu chuyện bây giờ nó không chỉ là agile và waterfall hay là agile và traditional nữa mà nó đang là agile, DevOps hoặc nó tiến tới cái cao nhất nó chính là flow management. Thì đấy là những cái thay đổi mà chúng ta vừa đối ứng với hoàn cảnh này và chúng ta phục hồi sau cái hoàn cảnh và chúng ta bắt đầu thực sự gọi là renew, tức là chúng ta gọi là reborn, gọi là thành một cái người mới và chúng ta sẽ phát triển mới ở trong cái gọi là cái môi trường và tình hình mới. Thì đấy chính là cái mà chị chia sẻ lý do vì sao từ năm 2020 đến năm 2021 nó nhìn thấy một cái sự đột biến của các tổ chức cũng như là các dự án apply agile và cũng gọi là một cơn mưa chứng chỉ thi các cái chứng chỉ về agile cũng như là các cái tổ chức bắt đầu đều gọi là transform, nó thay đổi để đi theo cái phương án đó là phát triển về agile như là DevOps. Thế thì trong buổi ngày hôm nay chị sẽ chia sẻ với mọi người các nội dung chính như sau. Thứ nhất đấy là tại sao chúng ta sẽ phải dừng agile. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa tới một cái gọi là introduction, tức là giới thiệu với các bạn về agile nó là cái gì. Và tiếp nữa đấy là những cái đặc tính của agile và chia sẻ với tất cả các bạn một số những cái agile framework phổ biến mà các em sẽ được tiếp xúc khi các em đi làm ở các cái doanh nghiệp cũng như là công ty. Và một cái kiến thức vô cùng quan trọng đấy là agile với các em bây giờ nó là cái gì, bởi vì nó đang ứng dụng ở những cái lĩnh vực như thế nào để mình chuẩn bị trước khi làm hành trang cho mình trước khi bước vào công việc. Và cuối cùng thì chị cũng xin giới thiệu một chút xíu về agile trong cái môi trường của ODC của chị. Nó là một cái ODC làm việc với khách hàng Singapore Airlines và bọn chị đã apply toàn bộ về agile cũng như là rất là nhiều những cái framework hay của agile. Thì đấy cũng là những cái kiến thức rất là thực tế đối với tất cả mọi người. Thì bây giờ chị sẽ xin bắt đầu từ đầu tiên nhé. Ở đây chị đang có 3 màn hình và chúng ta sẽ có một cái trò chơi cũng tương tác đây. Bây giờ các bạn hãy chat lên chatbot. Có thể là chị không nhìn thấy nhưng chắc là Huyền có thể giúp chị được đúng không? Thì là ở đây chị đang có 3 cái hình. Thì mọi người hãy chat cho chị 3 cái từ tiếng Anh tương ứng với cái hình này được không ạ? Thì mọi người thử đoán xem để trả lời cho câu hỏi tại sao chúng ta sử dụng agile thì chúng ta lại có 3 cái hình này đúng không ạ? Huyền có thể giúp chị xem là các bạn đang chat 3 cái từ và xin nó là từ tiếng Anh cả nhà nhé. Em đã nhìn thấy một từ đầu tiên là từ sprint. Sprint, ok. Rồi ạ, chúng ta còn từ nào khác nữa không ạ? Ở đây có 3 từ tương ứng với cái 3 cái hình ở trên bảng. Trên slide ạ. Bạn Nguyễn Huy Hoàng có nói là speech, rotate và lost direction. Vâng ạ, đã có những từ đúng rồi đấy ạ. Tiếp đến là meeting này, hoặc là speech này, hoặc là collaborative. Chắc là cũng có từ đúng rồi đúng không ạ? Đúng rồi, chắc chắn là có những từ đúng rồi ạ. Xin mời bạn Hoàng, Hoàng có thể mở mic không? Hoàng ơi, chị muốn hỏi em là tại sao em lại dùng từ speed ở đây? Cái người đầu tiên như là chạy thì em đoán là speed. Thế thì bây giờ mình sẽ hỏi lại một tí nữa là tại sao agile nó lại mang lại cho mình cái speed là tốc độ đúng không? Em đoán là agile thì là mọi người có thể tự làm thứ với mình thì tự làm thứ mình nhanh hơn. Thực ra thì agile cũng không hẳn là tự làm theo ý mình đâu, bởi vì rất nhiều người vẫn nghĩ rằng là agile chính là sự linh hoạt, nghĩa là nó sẽ không có một cái rule nào cả, nhưng nó không đúng.
tất cả đều nó đều có cái framework và có những cái event buộc mình phải tuân thủ. Tuy nhiên Agile nó khác với cái truyền thống, về nếu ví dụ như trước đây có một cái framework mà rất là quen thuộc với tất cả các em, đấy là chúng ta sẽ phải code rồi test rồi sau đó deploy, sau đó rồi mới release rồi, đúng không nào? Tuy nhiên là thường là nếu mà truyền thống ấy, chúng ta sẽ thường mất khá là nhiều thời gian, nghĩa là chúng ta sẽ đi theo kiểu sequence, nghĩa là cứ xong cái phase này rồi mới đến phase kia, và đến khi nào mà kết thúc thì chúng ta mới có một cái mốc để mình release. Tuy nhiên với Agile thì có một bạn nào đó cũng đang nói cái từ đầu tiên là từ sprint ấy, cũng đúng, đấy là sprint nghĩa là những cái giai đoạn. Thì ví dụ có một ví dụ khá là đơn giản cho các em có thể hình dung, đấy là nếu như trước đây các dự án truyền thống ấy thì là chị sẽ mất 3 tháng, đầu tiên là cái phase mà BA sẽ đi làm về requirement, và sau đó thì chúng ta sẽ có một cái gọi là cái SIS để mô tả rõ hơn về requirement. Đấy, sau khi mà đã hoàn thiện được cái SIS đấy rồi thì bắt đầu mới đưa vào cho dev để code. Và sau khi mọi người code xong thì chúng ta sẽ gửi sang test để test, đúng không ạ? Và sau cuối cùng test xong mọi thứ ổn thì chúng ta mới thực hiện deploy lên các môi trường ABC. Thì đấy là một cái mô hình truyền thống, và sau khi mà đã xong tất cả những cái giai đoạn như thế thì chúng ta mới bắt đầu release cho khách hàng. Tuy nhiên và thường thì là để xong được tất cả các công đoạn như thế thì nó sẽ mất thời gian rất là lâu, và các dự án trước đây cũng phải tầm 3-4 tháng thì chúng ta mới có những cái release đầu tiên. Tuy nhiên là đối với những cái dự án Agile ấy, thì thời gian nó rất ngắn. Ví dụ như là chỉ có thể 2 tuần là em đã release ra được một cái mà người ta gọi là MVP. MVP là cái gì? Nó là như kiểu là một cái mẫu thử mà nó bao gồm tất cả những cái function cơ bản nhất, quan trọng nhất đối với dự án, thì người ta sẽ focus để làm trước và người ta có thể release rất là nhanh để đến với khách hàng, mình đo được cái feedback của họ. Cho nên là mỗi một sprint là chúng ta sẽ có thể release rồi. Cho nên Agile nó giải quyết cho chúng ta một cái tốc độ, cái time to market, đó là thời điểm để chúng ta có thể ra được thị trường, nó rất là nhanh. Rồi ạ, hồi nãy có một bạn nào có nói đến từ collaboration ý Huyền nhỉ? Thì chị xin mời bạn chia sẻ một chút xíu với từ collaboration được không? Alo ạ, hồi nãy chúng ta đang vừa nghe một cô bạn là cũng đã chia sẻ về chữ collaboration đúng không ạ? Thì tại sao chúng ta có collaboration ở đây? Vừa rồi thì bạn Vũ Hoàng Nam có nói về từ là collaborative. Bạn có nói về từ collaborative. Và thì yes, chắc là mời Nam có thể bật mic lên và chia sẻ một chút cho chị Ba hãy biết ha. Em nghĩ là trong Agile thì sẽ có collaborative bởi vì mọi người sẽ đưa ra một cái tức là mọi người có thể sẽ cùng họp lại với nhau, đưa ra một cái định hướng xem là tuần này tức là trong những release bản đầu tiên chúng ta sẽ release cái gì, tức là trong tức là họ sẽ có sự tương tác qua lại để tức là họ sẽ không có kiểu từ trên xuống như kiểu cái mô hình truyền thống mà chúng ta sẽ tất cả mọi người sẽ cùng làm và cùng đưa ra cái hướng để có thể đưa được sản phẩm đến với khách hàng cách nhanh nhất. Đấy là cách mà em nghĩ về Agile. Rồi, xin cảm ơn Nam. Vâng ạ, có một cái suy nghĩ rất là đúng đấy ạ. Bởi vì bọn em có thể nhìn thấy cái hình tiếp theo là tất cả mọi người đứng thành một hình tròn. Và đã hình tròn có nghĩa là nó sẽ không phân cấp, đúng không ạ? Thì Agile chính xác là nó là như vậy. Chính là cái văn hóa mà chúng ta cộng tác với nhau. Và gần như cái vai trò của leader ở trong Agile nó hơi khác so với leader ở trong cái các dự án truyền thống. Và leader ở trong Agile nó sẽ là servant leader. Thay vì là các dự án truyền thống, chúng ta có một cái term đấy là command and control. Có nghĩa là chúng ta đưa ra các cái lệnh để assign cho tất cả các member. Còn leader trong các dự án Agile ấy, họ vẫn đóng cái vai trò gọi là inspire tất cả mọi người, để mọi người tự chủ động, để tự self-organize, tự làm được cái việc đấy. Nghe thì có vẻ rất là khó đúng không ạ? Tất nhiên, nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm được, chứ không phải là điều đấy là impossible. Tuy nhiên ở cái từ này thì mọi người sẽ nhìn thấy là có một cái người đứng giữa ở cái vòng tròn đấy. Người đấy chính là cái trọng tâm của tất cả các dự án Agile. Đó chính là khách hàng của chúng ta. Lấy khách hàng làm trọng tâm, đó chính là customer concentric. Một trong những cái lý do rất là hay đấy là thường các dự án Agile là khách hàng sẽ phải làm việc trực tiếp với mình luôn. Và các bạn ấy tham gia và có một cái gọi là cái người gọi là đại diện cho các dự án từ phía cái voice of customer, tức là từ phía khách hàng, nó chính là các bạn product owner. Và nếu như các em có quan tâm đến cái nghề product owner thì đây cũng là một cái nghề mà thực sự rất cạnh tranh ở trên thị trường hiện nay. Lương khá là cao đấy ạ. Và đây cũng là một cái nghề khá là mới.
vì product owner nó cũng đòi hỏi cái sự quan sát thị trường, phải phân tích thị trường và đưa ra được những cái feature để cho đội phát triển có thể phát triển, đặc biệt là những bạn nào mà có xu hướng muốn làm product thì product owner cũng là một trong những cái vị trí rất là hay. Thế thì Agile nó thực dĩ nó đang dần dần tiếm ngôi được cái thằng truyền thống bởi vì đơn giản nó thực sự gắn kết và đưa customer thành cái trọng tâm của mình. Còn cái từ cuối cùng, có ai biết gì về cái từ cuối cùng không ạ? Em có thấy một số bạn comment thêm đó là self questioning này hoặc là uncertain. Rồi bạn nào nói được từ uncertain xin chúc mừng bạn đấy, vì chính xác nó chính là uncertainty đấy ạ. Bởi vì tại sao chúng ta lại có uncertain ạ? Bởi vì là thực ra hiện tại nếu như trước đây các bạn lên một cái plan đúng không ạ? Thì các bạn sẽ phải tính xem là để thực hiện cái plan này nó có risk như thế nào này. Rồi chúng ta phải lường được trước những cái gì mà nó sẽ ra, người ta gọi là prediction planning. Tức là mình làm, vừa làm và vừa đoán xem, rồi mình gọi là dựa vào những kinh nghiệm này, dựa vào những phân tích để mình xem là trước đây những cái gì nó đang trông chờ chúng ta tiếp theo và có những cái rủi ro gì mà chúng ta cần tránh, đúng không ạ? Thì đấy là những cái mindset của các dự án truyền thống. Nhưng với Agile, chỗ nào mà có risk thì chúng ta phải lao vào lần trước ạ. Và chắc chắn là hồi mọi người sẽ cảm thấy rất là lạ nếu như mà chúng ta có một cái term đấy là fail fast. Thường chúng ta ai cũng sợ thất bại, đúng không ạ? Nhưng với Agile thì họ không sợ thất bại. Còn sự thất bại là chuyện bình thường, nhưng vấn đề là thất bại càng sớm càng tốt. Bởi vì chúng ta, nếu như chúng ta thất bại sớm thì chúng ta sẽ phát hiện ra được chúng ta đang ở đâu, sai như thế nào. Thế thì đấy chính là cái mindset của thằng Agile. Nó apply đấy là nó xử được các tình huống mà nó không được gọi là unstable. Nó và với cái Agile ấy, nó giống như một cái chất lỏng ấy, nó có thể hoàn toàn thích nghi với bất kỳ một cái vật đựng nào. Để nó có thể đưa ra được những cái productivity cao nhất. Thì đấy chính là ba cái lý do mà chị xin cô đọng lại bằng ba cái từ, đấy là speed, customer constraint và uncertain, để giải thích cho lý do là tại sao chúng ta lại phải biết về Agile và tại sao chúng ta phải học về Agile. Còn đối với tất cả bạn sinh viên thì tí nữa ở cái phần cuối chị sẽ chia sẻ là những cái gì mà sườn của tụi em mà nó lại liên quan đến Agile nhé. Thì còn bây giờ chúng ta sẽ đến một cái câu hỏi đầu tiên mà chắc chị cũng cần sự tương tác, mà hồi nãy chị cũng đã hỏi rồi. Agile trong các bạn có nghĩa là gì? Chắc là Huyền giúp chị với câu hỏi này nhỉ? Agile trong các bạn có nghĩa là gì? Agile là gì? Hồi nãy chị nhớ là có bạn vừa phát biểu là Agile là một cái method để mình có thể quản lý dự án linh hoạt nhất có thể, đúng không nhỉ? Thế có bạn nào có ý kiến nào khác không? Có ai có một cái góc nhìn Agile à? Nó chính là Scrum mà. Có ai đã từng thắc mắc như thế chưa? Hoặc là Agile à? Có nghĩa là không phải viết document đúng không? Các em ơi, mọi người có thể cùng mở mic tương tác cùng với chị được không? Hãy nói những cái gì ở trong đồng nghĩ, đừng có quan tâm là đúng hay sai. Về bản chất là Agile có nghĩa là nếu mà chúng ta nói sai thì đã được correct luôn, thì đấy cũng là một cái kiến thức mà chúng ta đã học được luôn rồi đấy. Agile là gì hả các bạn? Em nghĩ là không biết là chị Ba có thể cho các bạn một số gợi ý được không ạ? Em vẫn chưa thấy có một cái message nào từ trong box chat cả. Đây chúng tôi, có rất là nhiều bạn đang nói là Agile là một cái phương pháp nào thấy ABCZ, và chị cũng đang thấy là rất là nhiều bạn quan tâm đến chữ Sprint và Scrum. Đúng ạ, mọi người sẽ quen với cái từ Scrum nhiều hơn đúng không? Có ai có idea gì về cái đấy không? Hoặc là Agile có nghĩa là tôi sẽ phải hàng ngày chúng tôi sẽ họp daily meeting, có buổi họp retrospective. Các mọi người đã nghe về những cái khái niệm như thế chưa? Có vẻ như là cũng là khái niệm mới với tất cả các em đúng không? Thế thì bây giờ chị sẽ đi luôn đến cái phần giải thích nhá, là tại Agile nó là cái gì nhá. Agile là một cái từ mà rất là nhiều người rất là gọi là nghĩ sai về nó, cũng có thậm chí có những bạn mà đã làm Agile thậm chí từ rất là nhiều năm rồi nhưng mà vẫn có những cái quan điểm sai và có những cái hiểu nhầm về nó. Thế thì Agile nó chính là một cái phương thức để phát triển phần mềm. Nó như là một cái umbrella term ấy, tức là nó là một cái mindset chung để bao trùm. Nó là gồm rất nhiều những cái framework với nhau và các practice mà dựa trên 4 cái value và 12 cái principle.
nó được gọi ở trong cái gọi là tuyên ngôn Agile. Cái này nghe rất là kinh khủng đúng không? Nghe rất khó hiểu. Nhưng mà ở đây chỉ có một cái ví dụ rất là đơn giản như thế này. Nếu như ngày xưa chúng ta làm một cái buổi release rất là dài thì Agile nó chính là nó sẽ phân đoạn. Nếu như trước đây này, nó sẽ mất một cái đoạn rất là dài như thế này để release ra được một cái gì đấy. Thì bây giờ Agile có nghĩa là nó sẽ phân mảnh ra như thế này. Từng phần là mình release cho đến cái phần cuối thì mình sẽ gom lại được một cái phần rất là to. Thì thằng Agile nó sẽ làm như này, nó có các cái gọi là iteration. Thì là nôm na nó chính là các cái sprint mà bọn em hay gọi đấy, cái từ sprint. Có nghĩa là chia đoạn, chia những cái gọi là cái thời gian ngắn để chúng ta có thể release ra được khách hàng sớm nhất. Thì đấy chính là Agile, hiểu thế thôi. Bởi vì thực ra nó gồm có rất là nhiều những framework khác nhau chứ không phải là chỉ có một. Cho nên mình thấy hiểu là Agile là nó những cái gì mà nó tuân thủ theo đúng những cái value và 12 cái principle, có nghĩa là mình luôn luôn release sớm nhất có thể đi đến với khách hàng và mình sẽ tuân thủ theo cái gọi là interactive và collaboration. Thì đấy là những cái cơ bản về Agile. Thế thì cái characteristic của Agile nó sẽ gồm có bốn cái đặc điểm cơ bản mà mọi người cần nhớ cho chị. Đầu tiên nó chính là iterative và incremental. Iterative có nghĩa là cái hồi nãy chị vừa mới nói, có nghĩa là Agile không bao giờ nó sẽ chạy một cái giai đoạn rất là dài, thậm chí là 4-5 tháng rồi mới release đâu, mà thông thường thì nó sẽ chia ra những cái giai đoạn nhỏ. Thay vì các em chạy một cuộc đua marathon thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ chạy một cái gọi là live checking thôi, rất là ngắn. Đấy, thì là mỗi một cái giai đoạn ngắn như thế thì chúng ta sẽ gọi nó là một cái iteration hay còn gọi là một cái sprint. Thì đó chính là iterative. Incremental có nghĩa là sau mỗi một cái sprint hoặc cái iteration này thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm để release. Thì đấy chính là incremental. Cái đặc điểm chính là self-organizing và cross-functional team. Thế thì self-organize có nghĩa là cái mà hồi nãy một em nào đó đã chia sẻ cùng với chị, đấy là chúng ta không có một cái hierarchy như cũ, tức nghĩa là sẽ có những người ở thứ nhất là cross-functional là như này, mình sẽ có các cái nhóm phát triển, ví dụ như nhóm tester, nhóm developer, nhóm BA, tức là rất là riêng. Còn cross-functional có nghĩa là bây giờ mình sẽ nhóm tất tật ở trong team của mình đều có những cái người đến từ các đội đấy, thì nó là cross-functional. Còn self-organize có nghĩa là tất cả mọi người đều đứng ở trong một cái vòng tròn, không có ai hơn ai cả và ai cũng có một cái nhiệm vụ như nhau để làm việc. Thì đấy chính là những cái đặc điểm của thằng Agile. Thì bây giờ chị xin đến với một cái framework vô cùng nổi tiếng và chắc chắn là mọi người cũng sẽ biết nhiều, đấy là Scrum. Mọi người đã biết đến Scrum chưa ạ? Vâng ạ. Thế cũng có nghe qua. Dạ. Cũng có nghe qua rồi. Đúng rồi. Thực ra thì là có rất là nhiều người hiểu nhầm cái thằng Agile nó là thằng Scrum, nhưng mà nó cũng không hẳn là đúng. Scrum thì nó là Agile. Nhưng mà Agile thì nó còn có một rất là nhiều những framework khác. Scrum nó chỉ là một trong số những cái framework của Agile thôi. Thế thì chia sẻ với tất cả mọi người, đấy là nói qua một chút xíu là Scrum. Thì nói đến Scrum thì của em phải nhớ đến là thứ nhất đó là có ba cái role. Thứ nhất đấy là Scrum Master. Scrum Master là cái người mà sẽ gọi là leader của một team Agile. Bạn ấy là cái người facilitate cho tại team tất cả những cái event của Agile, của Scrum. Bạn ấy là người giúp team bỏ đi được những cái khó khăn hoặc là bị blocking ở chỗ nào đó để team có thể release được. Và bạn ấy cũng là cái người mà sẽ dạy team về Scrum và Agile nó phải như thế nào. Thì đấy là role Scrum Master. Đây cũng là một cái nghề hoàn toàn mới. Và ví dụ như ở FSOC của bọn chị bây giờ thì bắt đầu có những cái người bắt đầu đi có cái định hướng nghề nghiệp là làm Scrum Master. Thì trước đây thì đa số mọi người chỉ biết đến cái role gọi là role PM, nghĩa là Project Manager. Thì bây giờ cũng có khá là nhiều bạn rẽ sang cái hướng làm Scrum Master, có nghĩa là mình sẽ làm leader ở trong những team Agile, và đặc biệt đấy là team Scrum. Cái role thứ hai đấy là role PO, thì hồi nãy chị có nói rồi, bạn ấy là người product owner, là cái người mà đại diện là cái người mà sẽ là đại diện cho
đại diện cho phía stakeholder và khách hàng. Và cái role thứ ba là role development team. Thì development team này sẽ bao gồm dev, test và tất cả những cái bạn mà ở trong team development, thì nó sẽ là role thứ ba. Thế thì đấy chính là cái phần thứ nhất. Còn phần thứ hai là các cái scrum event. Scrum event thì một buổi một cái dự án mà chạy theo scrum ấy, thì nó gồm có các event như sau. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ có cái buổi gọi là sprint planning. Cái buổi sprint planning có nghĩa là các bạn sẽ plan những cái gì mình sẽ làm trong 2 tuần chẳng hạn. Tức là thông thường thì một sprint nó sẽ có cái độ dài là 2 tuần. Tất nhiên thì mỗi một sprint, mỗi một đội thì họ có thể quy định những cái độ dài khác nhau. Tuy nhiên là thường thì là mỗi một sprint nó sẽ kéo dài trong vòng 2 tuần. Sau đó thì là chúng ta sẽ chia theo các cái backlog. Đấy, và chúng ta sẽ kéo lại từ đây, ở đây sprint thì nó sẽ là từ 1 đến 4 tuần, thường là maximum là 1 tháng. Là một sprint thì chúng ta không để dài hơn. Thì sau đó, sau cái buổi sprint planning ấy, thì chúng ta sẽ có một cái buổi gọi là daily meeting. Đây, daily scrum meeting, hay còn gọi là daily stand up. Thì thông thường là các team sẽ stand up và chia sẻ về status của dự án của ngày hôm nay nó như thế nào. Đây là một cái buổi sinh hoạt của tất cả mọi người đối với team. Sau đó là buổi sprint review. Thì là thông thường là gần cuối sprint thì chúng ta sẽ có một cái buổi gọi là sprint review để demo tất cả những cái gì mà chúng ta đã làm được. Và trong buổi này thì bạn product owner sẽ xuất hiện để review lại tất cả những cái gì mà team đã làm được. Sau đó, sau khi mà hoàn thành nữa thì chúng ta sẽ có một cái buổi nữa, đấy là buổi retrospective. Thì cái buổi này là cái buổi mà nhìn lại, và thường chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi là chúng ta đã làm tốt những cái gì ở trong sprint trước, rồi chúng ta đã làm rất tốt những cái gì, chưa tốt những cái gì ở trong sprint trước, và chúng ta cần phải improve cái gì, vân vân và vân vân. Thì đấy là chúng ta sẽ ngồi chia sẻ với nhau ở trong cái buổi gọi là sprint retrospective. Tiếp nữa, đấy chính là những cái cơ bản của thằng Scrum. Thì bây giờ xin giới thiệu với cả nhà một cái framework nữa. Một số những cái framework khác nó có thể không phổ biến như thằng Scrum, nhưng mà chúng ta cũng sử dụng khá nhiều. Thì ở đây cái bảng, nó có, đây chính là cái Kanban, Kanban board. Thì cái Kanban này chúng ta cũng sử dụng khá là nhiều. Kanban này là một framework ra đời của hãng Toyota. Các bạn sản xuất ô tô, và từ khi mà sản xuất ô tô ấy thì các bạn ấy đã nghĩ ra được một cái gọi là cái phương pháp gọi là Kanban. Bản chất Kanban nó nghĩa là một cái bảng để visualize tất cả. Thế thì Kanban nó nghĩa là gì? Kanban nó nghĩa là một cái bảng mà trên đó gồm có những cái status như là to do này, in progress, test done, vân vân và vân vân. Và các cái ticket của mình ấy, nó sẽ là những cái sticky note ở đây. Chúng ta sẽ di chuyển những cái ticket này đúng với các cái luồng của nó. Thì đấy chính là cái phương pháp là Kanban. Ngoài ra thì Kanban nó còn rất là nhiều những cái rule khác. Thì nếu một người thích Kanban và thích tìm hiểu về Kanban thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Và thông thường thì hiện tại thì cái thằng Scrum và thằng Kanban thì được hay được dùng với nhau và được gọi là Scrum Ban. Rồi còn một cái mô hình nữa mà tất cả các bạn mà đang có định hướng muốn làm về phát triển về phần mềm, về làm developer hay là làm về phần mềm nói chung, thì có một cái framework mà gần như dành riêng cho thằng phần mềm, đấy chính là XP, gọi là Extreme Programming. Thì cái thằng XP này này thì gồm rất là nhiều những cái best practice mà mọi người có thể dùng. Tuy nhiên thì phổ biến nhất thì chị muốn giới thiệu với mọi người đấy là TDD. Đây là một trong những cái mà khá là phổ biến, đặc biệt là đối với ODC của chị. Thì khi mà một số những cái dự án họ apply TDD ấy, là một cái phương pháp khá là mới. Nghĩa là thay vì trước đây mọi người viết code trước rồi mới đến viết test đúng không nào, thì bây giờ họ yêu cầu là mình sẽ viết unit test trước và sau đó mình mới bắt đầu viết code để cho cái hàm unit test kia chạy cho nó pass. Thì đấy nôm na là một cái phương án gọi là TDD, Test Driven Development. Thì mục tiêu của họ thì là với muốn nâng cao về cái improve cái quality của phần code. Còn một cái nữa cũng khá là hay, đấy là các bạn ấy sử dụng pair programming. Pair programming là gì? Không phải là kiểu làm cặp như bình thường, mà là pair programming có nghĩa là thường là sẽ có hai bạn code chẳng hạn sẽ cùng code với nhau trên một số code. Và thường thì khi mà bạn này đang code thì bạn kia sẽ thực hiện review live luôn.
Thế thì ở chỗ chỗ chị thì cũng có một cái dự án mà các bạn thực hiện pair programming, thì một bạn ở Singapore và một bạn ở Việt Nam, thì thực hiện mỗi ngày chỉ đúng 15 dòng code thôi, nhưng mà chắc chắn 15 dòng code đấy nó không có những cái gọi là waste, tức là những cái dòng code đấy nó phải ngon luôn. Thì đấy chính là cái phương pháp gọi là pair programming. Thì ngoài ra còn CI/CD, nghĩa là bây giờ nó sẽ triển khai những cái ví dụ là các cái quality gate như là Sona, Cavity, Backlog. Đấy là những cái tool mà nó sẽ giúp mình quét cái sửa code của mình có ngon hay không. Và sau đó thì nó sẽ thực hiện auto build, như là một số tool như kiểu Jenkins hay là Bamboo ấy, sẽ giúp cho mọi người là auto build và liên tục build, thay vì trước đây là các em làm xong sau đó thì mới merge code một lần với anh bởi một ai đó chẳng hạn, thì nó sẽ rất là lâu. Thì bây giờ chỉ cần code xong và merge request một phát thì nó sẽ integrate luôn, thì nó là CI. Rồi ngoài ra thì còn có rất là nhiều những cái hay ho nữa, nhưng mà chị đang giới thiệu một số những cái mà nó phổ biến nhất đối với thằng XP. Và nếu như bạn nào hay sau này mà các bạn nào làm những cái dự án mà thực hiện Agile thì XP cũng là một trong những cái framework khá là hay. Và cuối cùng ở cái phần ở đằng dưới ở đây thì là mọi người có thể nhìn thấy Discipline Agile, Scrum of Scrum và Safe. Đây là ba cái mô hình người ta gọi là scale up của Agile. Bởi vì nếu như bạn nào mà đã từng học về Scrum hay là Agile thì các bạn biết được là cái phương án này, phương thức này nó chỉ apply cho những cái mô hình của các team nho nhỏ, tầm khoảng từ 5 đến 9 người. Tuy nhiên thì vậy thì đối với cái team em khoảng hơn 100 người thì phải làm thế nào? Thì đây chính là những cái mà sử dụng cho những cái team lớn. Scale Agile hay còn gọi là Safe đang là một trong những cái mô hình phổ biến nhất. Và bây giờ hiện tại thì có một cái mô hình rất là hay, đấy là Discipline Agile, gọi là DA, cũng là một cái mà rất nhiều doanh nghiệp đang hướng tới. Còn Scrum of Scrum thì cũng khá là dễ và khá là nó không bị cồng kềnh như hai cái kia, nhưng mà nó lại cũng không giải quyết được quá nhiều, nhưng mà nó cũng đã giải quyết được cơ bản cái bài toán về scale up của thằng Agile. Thì đấy là chị vừa mới đi qua một số những cái framework khá là phổ biến thằng Agile. Thế thì bây giờ chị cũng còn nói qua đấy là thế thì nói qua rất là nhiều, thế thì cuối cùng thì nó liên quan gì đến mình vậy? Thì hiện tại nhé, theo như chị quan sát thì gần như tất cả những cái dự án lớn hoặc là những khách hàng lớn của tụi chị, như ví dụ như SAA hay Boeing hay là những cái khách hàng ví dụ như AIA, rồi là những khách hàng về gọi là trong top những cái khách hàng lớn của Fsoft, thì đều coi Agile là một cái key point trong tuyển dụng. Đầu tiên khi các bạn phỏng vấn vào thì luôn luôn sẽ có những câu hỏi là em đã có kinh nghiệm gì về Agile hay chưa? Em có biết Scrum hay chưa? Và nếu như các bạn trả lời đúng và bảo là có thể là chưa có kinh nghiệm nhưng đâu đó các bạn có knowledge về cái đấy, thì nó là một cái điểm cộng vô cùng sáng giá khi đi tuyển dụng ở bất kỳ một công ty nào, và đặc biệt là khi mà các bạn được làm với những dự án gọi là có khách hàng gọi là big whales, cá voi rất là to. Cái thứ hai đấy là thông thường thì hiện tại với không chỉ outsourcing mà đối với các cái bạn làm product, hiện tại Fsoft cũng đang có một cái dòng làm product về làm AK chẳng hạn, thì gần như Agile là cái điều must have. Và với ví dụ outsourcing thì bọn chị hiện tại thì đang làm với khách hàng Singapore Airlines chẳng hạn, thì cái việc mà bắt buộc phải làm việc trực tiếp với khách hàng và họ luôn luôn coi chúng ta là one team, thì buộc chúng ta phải biết được Agile để làm việc cùng với họ, để biết được là ok tại sao tôi phải ngồi trong cuộc họp này, tại sao chúng tôi phải nói những cái điều này. Bởi vì trước đây nếu như các em, thậm chí là có những em mới vào, chị cũng nhận rất là nhiều những cái em mà fresher chẳng hạn, các em vào đang rất là lúng túng, bởi vì là nhưng mà và trước đây thì nếu như mà các dự án truyền thống ấy, thì sẽ có các bạn team lead đỡ cho, tức là gần như là đi họp là không phải đi họp, chỉ có các anh team lead họp xong về phổ biến. Nhưng mà với Agile ấy, thì tất cả mọi người, từ những người senior cho đến những người mà fresher rất là mới, đều phải join cùng với cuộc họp và đều được cùng contribute vào cái sản phẩm của mình một cách công bằng, thì buộc mình cũng sẽ phải học được những cái phương pháp như thế. Và hiện tại thì gần như là những cái Agile event này, rồi là các cái tool về Agile, ví dụ như là Jira hay là một số những cái tool, ví dụ Trello hoặc là Version 1, rất là nhiều những cái tool, hoặc là giờ DevOps chẳng hạn, đấy là những cái tool, thì gần như là nó đều là những cái kiến thức
require đối với những cái bạn các bạn employee trước khi onboarding, đối đặc biệt là đối với những dự án mà có gọi là khách hàng lớn và những cái khách hàng mà họ đã có những cái đội ngũ của họ đang chạy Agile và đặc biệt là scale Agile. Rồi bây giờ thì những cái kiến thức kiểu như là hồi nãy chị vừa mới chia sẻ, đặc biệt là những bạn nào và đang làm về lập trình cũng như là về dev, về phát triển phần mềm thì gồm có CICD, TDD này, rồi DevOps này, và pair programming thì đều trở thành một cái gì đấy càng ngày càng được sử dụng nhiều hơn và thậm chí là đang trở thành bắt buộc. Thì đấy là một số những cái mà nó gần như là sát sườn. Và bây giờ thì gần như là các công ty không chỉ là ở Việt Nam, mà hôm trước thì chị cũng có xem một số những cái chia sẻ trên TV ấy, là thậm chí là nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước bây giờ các bạn ấy cũng, các anh chị cũng đang bắt đầu sử dụng và bắt đầu làm Agile, bắt đầu làm quen với khái niệm là planning một cách linh hoạt. Thì đấy cũng là một cái mà sự phát triển của thằng Agile trong thời kỳ hiện nay. Và cuối cùng thì cũng xin giới thiệu với các bạn một chút xíu là Agile ở trong cái account của chị nó đang như thế nào. Hiện tại thì chị đang quản lý khoảng gần 60 người của ODC gọi là Singapore Airlines. Thì như các bạn cũng biết đấy là một cái hãng hàng không 5 sao của châu Á. Thì với cái hãng này thì bọn chị đang có một, tức là như các bạn biết là để có một cái hãng bay và các chuyến bay thì cũng còn đòi hỏi cực kỳ nhiều về cái nền tảng về công nghệ, về information technology. Rất là nhiều những cái xung quanh để có một cái chuyến bay thành công. Thì những cái vấn đề đấy thì SIA Hà Nội ODC đang giải quyết cùng với SIA Singapore. Thì bọn chị thành lập từ tháng 11 năm 2019. Nó cũng không phải là quá là lâu nhưng mà cũng có một cái quãng thời gian khoảng hơn gần 2 năm rồi đấy để làm việc với các bạn. Và hiện tại thì bọn chị đang có mấy hãng. Thứ nhất là Singapore Airlines, thứ hai là cái hãng Quickshop, là một cái dạng e-commerce, tức là bán hàng ấy. Ở trên máy bay thì có các bạn tiếp viên hàng không, người ta sẽ bán hàng ở trên các cái hành ghế ở trên máy bay ấy. Thì đấy cũng là một cái dạng mình có thể viết các application ở trên đấy này. Rồi một cái hãng nữa là hãng Scoot. Nó giống như là nếu như Singapore Airlines nó giống như VNA của mình, Vietnam Airlines ấy, thì Scoot nó sẽ giống như Vietjet, kiểu như thế. Thì đấy cũng là một cái hãng mà mình cũng đang làm việc cùng. Thì các cái technical stack thì thực sự nó đều là những cái cực kỳ trendy, đặc biệt là cái dòng về data. Hiện tại đây bọn chị đang là một trong số những cái vua mà phát triển nhiều nhất về công nghệ data. Thì gồm có các cái vị trí về data analysis, rồi data engineer và data science. Thì đây là ba cái role mà cực kỳ hot và đòi hỏi rất là nhiều tất cả các anh em nghiên cứu về data. Và thông thường thì với khách hàng, các bạn cũng rất là welcome để mình có thể có những cái practice đối với những bạn nào mà có mong muốn làm về data. Rồi thứ hai nữa là những bạn nào mà có yêu nghề DevOps thì bọn chị cũng đang có một cái framework làm về DevOps. Đặc biệt là ở trên AWS thì riêng cái hãng Singapore Airlines này thì họ đã mua hẳn cái AWS riêng của nó và nó customize, nó gọi là Chris Cloud. Thì ở đây bọn chị cũng có một cái đội DevOps để làm cùng với nó. Thì ngoài ra một cái phần chính của bọn chị thì vẫn là full stack này, rồi Node.js này, và React.js, Vue.js. Ngoài ra thì về mặt domain business thì bọn chị có những cái dự án làm về logistics này, e-commerce, và đặc biệt là những cái dự án làm về airline, về domain. Thì đấy là những cái thông tin và toàn bộ tất cả những cái dự án này đều chạy theo Agile và Scrum. Gần như thì bọn chị để phỏng vấn vào khách hàng ấy thì luôn luôn có một cái buổi phỏng vấn đối với các bạn Singapore Airlines. Và cái điểm biết về Agile cũng như là Scrum thì luôn luôn là một cái điểm cộng của bất kỳ một ứng viên nào. Thế thì có lẽ là ngày hôm nay trong một cái quãng thời gian cũng không phải là quá dài thì hôm nay hy vọng là chị cũng đang chia sẻ cho bọn em một chút xíu một về kiến thức về Agile cũng như là cái cách mà mình đang apply nó trong thực tế như thế nào. Còn bây giờ thì chắc chắn là chị nghĩ là chúng ta sẽ dành cho thời gian cho những câu hỏi. Thế thì bây giờ chị rất muốn lắng nghe tất cả những câu hỏi từ phía các em. Có ai có câu hỏi về Agile hay về Singapore Airlines hay là về cái cách practice ứng dụng của Agile trong thực tế như thế nào thì mọi người hãy bật mic lên và hỏi chị nhé.
Em cảm ơn phần chia sẻ rất là thú vị của chị Ba. Thì chị ơi, thì hiện tại em cũng đã nhận được một câu hỏi rồi từ phía của bạn Trần Lâm. Không biết là có đúng tên của bạn không? Thì chắc là bạn ơi, bạn có thể bật mic lên và hỏi trực tiếp với chị Ba được không? Vâng, em cảm ơn chị. Thì thưa chị Ba, là em muốn hỏi là khi AI đã phát triển mạnh như này, mạnh mẽ như này rồi thì các cách quản lý dự án truyền thống như là tập trung vào documentation thì nó có ở chỗ đứng hơn trong thời đại hiện nay không ạ? Rồi, xin cảm ơn Lâm, một câu hỏi rất là hay ạ. Thực ra thì AI phát triển mạnh thì nó có gọi là giết chết cái thằng truyền thống hay không ấy, thì xin trả lời với em là nó không. Bởi vì là hai cái này nó hoàn toàn không phải là một sinh một diệt, mà hoàn toàn nó có thể tồn tại với nhau. Bởi vì mỗi một phương pháp nó đều thích nghi đối với những cái hoàn cảnh cụ thể thì nó sẽ phát huy tối đa cái tác dụng. Phương pháp truyền thống ví dụ như waterfall hay là những cái bạn mà document rất là kỹ, rất là nhiều thời gian, rồi là làm gọi là mình sẽ chia các gọi là thường phương pháp truyền thống mình hay gọi nó là phase and gate, nghĩa là thường các nhiều phase và các cái quality gate. Thì với đa số là nếu như mà em có một cái dự án em đã clear về requirement, em đã làm việc với khách hàng đấy rất là lâu năm và mình đã hiểu nhau gần như cái risk nó không hề có nữa, mọi thứ nó đều rất là an toàn và rõ ràng, thì cứ dự án truyền thống mà làm. Còn nếu như mà em gặp cái dự án mọi thứ nó đang mờ mịt, requirement thì chỉ mới có một vài dòng, nó đang chưa rõ, thì tốt nhất nó mình có thể sử dụng Agile, bởi vì là Agile nó sẽ thích nghi khá là tốt trong cái hoàn cảnh mà mọi thứ nó đang khá là mờ mờ ở phía trước, thì nó cái cách làm nó sẽ giúp mình làm rõ dần. Thì đấy cũng là cái cách là mình chọn cái context nào để phù hợp với cái process nào, chứ không phải là Agile nó là một cái loại thuốc tiên mà phù hợp với tất cả mọi thứ và nó đẩy lùi tất cả các những cái tốt đẹp còn lại. Ok ạ. Vâng, em cảm ơn chị Ba. Rồi, thế các bạn có ai có câu hỏi gì khác nữa không ạ? Em thưa chị, em muốn hỏi là sự khác biệt giữa Scrum Master với lại Team Lead thì là như nào? Ok. Em muốn hỏi là Technical Leader đúng không? Hay là Team Lead bình thường thôi? Team Lead bình thường ạ. Ok, thứ nhất đấy là cái bạn team lead bình thường ấy, thì các bạn ấy nếu như ở trong một cái dự án truyền thống thì các bạn ấy được gọi là team lead, thì anh ấy sẽ phải lead một bạn nào đấy và đảm bảo trách nhiệm cũng như là chất lượng của tất cả các bạn member còn lại. Còn cái thằng Agile Coach ấy, Scrum Master ấy, thì là bạn ấy sẽ là một cái người tất nhiên vẫn đảm bảo những cái nhiệm vụ giống như của team lead, nhưng từ từ nhá, cái team lead ấy là họ sẽ assign công việc, họ sẽ quản lý tất cả các anh em. Còn các bạn Scrum Master là bạn ấy sẽ phải inspire, bạn ấy sẽ phải nói chuyện với tất cả các anh em, bạn ấy sẽ tạo mọi điều kiện, một cái môi trường tốt cho tất cả các anh em để làm việc. Và ngoài ra có một cái điểm rất là khác đối với cái bạn Scrum Master, đấy là bạn ấy sẽ phải coaching anh em, sẽ phải dạy anh em về Agile, về Scrum. Đấy, thì và một cái điểm khác biệt nữa, đấy là nếu như một bạn team lead ấy, bạn ấy luôn luôn thể hiện cái gọi là cái dominant của bạn, các bạn ấy so với các bạn member của mình, tức nghĩa là ví dụ là bạn ấy sẽ là người luôn luôn là sẽ chỉ mọi người sẽ phải làm như thế nào các kiểu. Còn đây một thằng Scrum Master ấy, thì là họ sẽ để cho tất cả các bạn member có cái quyền tự chủ của mình ấy, để nói ra những cái mà họ muốn làm như thế nào này. Nói chung là tóm lại là họ chính là người gọi là cái từ rất là keyword nó là facilitate, có nghĩa là thúc đẩy, tạo điều kiện cho anh em để đưa ra cái solution cuối cùng. Còn quyết định cuối cùng vẫn là anh em, chứ không phải là bạn Scrum Master làm nhé. Đấy, bạn ấy chỉ là chính cái người mà ở đấy để giúp tất cả mọi người thôi. Đấy, nó chính là cái biểu hiện của cái bạn gọi là Servant Leader ấy. Một bên là Servant Leader, còn một bên là kiểu Command and Control Leader. Vâng, vâng, em hiểu ạ. Thôi ạ, có bạn nào có câu hỏi nữa không? Em thưa chị là em muốn hỏi về Agile ạ. Thì theo em hiểu lấy về Agile thì sẽ được tổ chức thành từng team một và phải giao tiếp với nhau một cách hiệu quả để mà có thể có thể mà đáp ứng với những thay đổi ạ. Thì em thấy là trong kiểu nếu mà thực hiện như thế thì trong team cũng
mà mỗi người cũng phải có một cái trình độ nhất định ạ. Và trong team thì trình độ của mọi người cũng không kiểu phải có trình độ cũng phải tương đương nhau. Mà với như bọn em thì bọn em là sinh viên mới ra trường và cũng ít kinh nghiệm ạ. Và em thấy là chắc là công ty cũng phải cảm thấy là rủi ro khi mà có những người ít kỹ năng như bọn em để mà tham gia vào cái project nào đấy. Vậy thì mà khi thực hiện một cái project thì mà có sự tham gia của những người mà ít kinh nghiệm thì mình có nên sử dụng Agile không ạ? Hay là mình vẫn phải đi theo những cái model truyền thống như bình thường ạ? Thứ nhất đấy là cái việc mà Agile thì chắc chắn tất cả mọi người phải cùng trình độ thì là cũng không đúng đâu anh nhá. Đấy là chị clear lại một chút là nó đang exist tất cả mọi người cùng mindset chứ không phải là cùng trình độ. Đấy. Thì đấy là điểm khác biệt mà mọi người đang hiểu là mỗi một ông đều phải là siêu nhân và quản lý cái đội siêu nhân đấy thì cũng fail cả cái đội đấy đấy. Chắc chắn là không ai sẽ thiết kế một cái mô hình mà tất cả đều là ngôi sao đâu, bởi vì là các ngôi sao chỉ thích tỏa sáng một mình thôi. Cho nên là thường thì một cái mô hình truyền thống sẽ chắc chắn là sẽ có bạn senior, cũng sẽ có bạn junior và có những bạn là fresher rất là mới, thì cái mô hình đấy thì vẫn là cái mô hình như vậy. Còn cái Agile ấy, nó không expect tất cả mọi người phải trình độ giống nhau, nhưng phải cái mindset nó giống nhau. Cái việc mà học về Agile cũng như là cái kỹ năng làm việc để em có thể đáp ứng gọi là để chạy đúng được cái mô hình về Agile hoàn toàn là em có thể học được. Và thậm chí là bọn em có thể trang bị trước khi bọn em bắt đầu đi làm. Bọn em có thể tiếp cận với những cái chứng chỉ rất là gọi là đơn giản, kiểu như là PCM1 chẳng hạn. Nó là những cái chứng chỉ rất là cơ bản của thằng Scrum, rất đơn giản. Để mình biết được là nếu mà làm những cái thằng đấy thì mình sẽ phải làm như thế nào. Và chỉ cần có những cái kiến thức như thế thì trong một cái planning của thằng Agile luôn luôn sẽ có cái phần training cho những cái bạn junior. Và trong ví dụ như chia những cái task ấy, Agile task thì tất nhiên em sẽ được chọn một cái task mà tương ứng với những cái khả năng cái gọi là seniority của em ấy, chứ không phải là ok mình sẽ làm một cái đội gọi là tất cả mọi người cái gì cũng không phải là Agile nó là như vậy, mà là cái cách mà gọi là phân chia cấu trúc của một thằng Agile nó vẫn có thể giống như một dự án truyền thống, chứ không phải là tất cả mọi người đều phải xuất sắc như thế, thì làm gì có công ty nào có thể có được rất nhiều những dự án làm Agile đâu em. Cho nên là chắc chắn cái bạn Scrum Master ở đấy là để coaching mọi người về Agile. Và chúng ta cũng có những cái bạn Technical Leader để mình lead về mặt cái mảng về Technical. Và những cái bạn mà Fresher mới hoàn toàn sẽ có một cái, thậm chí đôi lúc các em sẽ được một cái backlog chỉ gọi là output là training thôi. Thì hoàn toàn Agile chấp nhận được những cái việc như thế. Và nó cũng vẫn đi lên. Và nó có một cái điểm nữa đấy là Agile nó luôn luôn là sự improve của tất cả mọi người. Đừng có tưởng tất cả các anh mà senior là không phải học cái gì nữa. Không phải như thế. Mà thằng Agile nó luôn luôn tìm ra những cái điểm yếu, điểm chưa mạnh của tất cả các bạn member trong team, để cuối sprint sẽ tìm ra identify là mọi người đều phải đi học hoặc là gọi là improve những cái kỹ năng như thế để mình tốt hơn. Rồi, xin cảm ơn em. Thế còn bây giờ chúng ta còn câu hỏi nào nữa không ạ? Bây giờ, alo, Nhã ơi. Dạ vâng, nếu mà các bạn không có thêm câu trả lời hoặc là không có thêm câu hỏi hoặc là chưa nghĩ ra thêm một số những câu hỏi khác thì hy vọng là sau buổi hôm nay thì các bạn có thể gửi một số những cái câu hỏi của các bạn về ban tổ chức chương trình chẳng hạn, thì chị Ba có thể giải đáp thêm cho mọi người ha. Thì như mình cũng đã nói thì phần cuối của chương trình sẽ có một phần game nho nhỏ để cho mọi người có thể gọi là ghi nhớ lại một chút những cái chị Ba đã sharing trong thời gian vừa rồi. Thì các bạn có thể join bằng cái link Kahoot mà mình sẽ share trên màn hình bây giờ nhé. Thì trong cái link Kahoot này á, thì sẽ có một số những câu hỏi khá là đơn giản thôi về những cái kiến thức mà chị Ba đã share trong phần vừa rồi. Thì hy vọng rằng là với những bạn mà sẽ trả lời đúng này, hoặc là những bạn top 3 bạn có câu trả lời cao nhất, thì các bạn sẽ nhận được 3 phần quà trị giá là thẻ điện thoại 100.000 đồng đến từ MT Software. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ nhanh chóng nhanh tay để có thể đạt được cái phần quà này ha. Chúng chắc là mình sẽ bắt đầu share screen.
mọi người hãy join bằng mã xuất hiện trên màn hình nhé, 5057654. Hiện tại đang có khoảng 24 bạn rồi, 25, 26, 27, 28. Mọi người hãy nhanh tay join vào phần game nhé. Vừa để ôn lại kiến thức mà vừa để nhận quà nữa, chắc là cũng khá là hấp dẫn cho mọi người. Những câu hỏi chắc là design một cách rất là dễ thôi. Nếu mà các bạn lắng nghe chị Ba sharing từ đầu đến cuối, chắc chắn các bạn sẽ có thể đạt được. Quan trọng là ai chiến thắng bằng tốc độ. Một cái tips mình sẽ share cho mọi người nếu mọi người cho phần này. Chắc còn khoảng 30 bạn nữa. Mọi người hãy nhanh chóng join vào game Kahoot bằng mã code nhé. Rồi, chắc là để không tốn thời gian của mọi người nữa thì mình sẽ start luôn trò chơi ha. Bạn nào mà nhanh chóng, bạn nào muốn join vào phút cuối hãy nhanh chóng join trong khoảng 3 giây nữa nhá. Ok, bây giờ mọi người sẵn sàng chưa? Mình sẽ bắt đầu trò chơi ha. Lý do tại sao mọi người nên sử dụng ông trai? Cuối cùng này ai nhanh tay đây? Còn 5 giây nữa thôi cho mọi người, nhanh tay. Lên. Ôi. Ôi vẫn có khá nhiều bạn nói không đúng. Hey Google, mọi người ơi, lý do để sử dụng Agile thì như chị Ba đã nói thì có 3 lý do chính. Thứ nhất là speed, thứ hai là uncertainty và thứ ba là customer concentric ha. Mọi người hãy lưu ý nhé. Đến câu thứ hai, ôi, câu đầu tiên thì bạn Carrot đang giữ vị trí thứ nhất. Bạn Tùng NT đang bám khá là sát thì hy vọng rằng là trong câu thứ hai bạn các bạn có thể vươn lên ha. Rồi, characteristic của Agile là gì? Câu này sẽ khá là tricky đây. Mọi người nhanh tay nhưng mọi người cũng phải nhanh mắt đấy nhá. Mọi người đừng mỗi nhanh tay thì dễ sai lắm.
50 bạn đã trả lời đúng, con số trả lời đúng đã tăng lên. Chắc là các bạn cũng đã gọi là cẩn thận hơn đến câu thứ hai này rồi. Thì xem là bạn hiện tại đang, bạn nào đang xếp thứ hạng cao. Ôi, Shopee đã vươn lên dẫn vị trí đầu và Carlos đã xuống vị trí số 2 rồi. Chắc bạn Shopee này, chắc là mình đoán ra chắc là bạn này có vẻ hay săn sale à? Ok, đến câu thứ 3 này. Mọi người hãy lưu ý nhé. Không phải Agile Framework. Bốn mươi bốn bạn đã trả lời đúng, vẫn có một số bạn trả lời sai. Ok, mọi người lưu ý nhé, câu này là không phải Agile Framework ha, chứ không phải là phải Agile Framework. Thì Scrum, Safe hoặc là TDD đều là Agile Framework. MC thì là framework để problem solving, tức là để giải quyết vấn đề, chứ không phải là thuộc về Agile nhé. Câu này vẫn giữ nguyên, ba bạn đầu tiên, Shopee, Carrot và Chí đẹp trai, ba bạn đã là ba bạn xếp đầu tiên của bảng này. Đến câu thứ tư nào, mọi người sẽ có 6 câu nhé. Câu này có vẻ cũng dễ đúng không mọi người? Ôi, câu này vẫn có những bạn trả lời sai. Không biết là do các bạn bấm nhầm hay là các bạn bị miss mất hoặc là bị miss mất cái gì đó. Và tuy nhiên thì đáp án chính là tất cả những role mà mình nêu ở trong này đều có đóng vai trò quan trọng ở trong quá trình Agile và Scrum nhé. Mọi người hãy lưu ý hơn nha. Hoặc là sau buổi hôm nay thì chắc là chị Ba cũng sẽ gửi lại slide cho mọi người thì mọi người có thể đọc lại và check lại. Ôi, Carol và chị đẹp trai đã nguyên vị trí này. Rồi, chắc là đến câu số 5 rồi, còn 2 câu nữa thôi mọi người ơi. Còn 6 giây cho mọi người. Có vẻ như là câu hỏi hơi khó cho các bạn một chút đúng không? Chỉ có khoảng 40-50 bạn là trả lời đúng thôi. Rồi thì hy vọng rằng là thông qua câu phần chơi thì các bạn cũng sẽ có những cái ghi nhớ tốt hơn cho bản thân mình và rút kinh nghiệm thêm. Carrot vẫn là vị trí đầu tiên. Ủa, bạn này có vẻ rất là chăm chỉ lắng nghe chị Ba nói chị ạ. Rồi câu cuối cùng cho mọi người này, true and false. Ôi, 50-50 luôn. Ok, thì đáp án là true nhé mọi người nhé. Thì tất cả những cái sự kiện liên quan đến Agile hoặc là các mọi vấn đề đều được thông báo trước cho employee trước khi onboarding. Thì bây giờ chúng mình sẽ đến với top 3 bạn chiến thắng trong trò chơi này. Ôi. Ok, thì mình xin được chúc mừng cho bạn Anh TTT, bạn Tú Bùi và bạn Minh đã là 3 bạn giành được điểm cao nhất ở trong phần này. Thì các bạn sẽ nhận được 3 phần quà trị giá là thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng đến từ FPT Software. Thì sau buổi hôm nay thì chắc là mình sẽ liên hệ với bên phía trường để có thể gửi tặng quà cho các bạn ha. Thì hy vọng rằng là thông qua trò chơi này cũng như là thông qua phần chia sẻ của chị Ba thì các bạn cũng đã có thêm cho mình những cái kiến thức và kinh nghiệm
cũng phần nào đấy liên quan đến với Agile, và có thể là một số bạn trong này có thể follow theo cái track là Agile trong sự nghiệp của mình. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tham gia buổi seminar ngày hôm nay, và sau hội ngày hôm nay sẽ có một số phần quà cho mọi người thì sẽ được gửi đến cho các bạn từ phía ban tổ chức đó. Rồi thì cảm ơn các bạn rất là nhiều, và cảm ơn chị Ba rất là nhiều đã dành thời gian để tham dự buổi hôm nay với các bạn bên SoICT ạ. Vâng, cảm ơn chị Ba rất là nhiều nhé. Cảm ơn chị Ba và cảm ơn chị FPT buổi chia sẻ hôm nay thực ra là rất là bổ ích, tại vì đây là những cái phần mà các bạn cũng vừa mới học, và thực ra là các bạn cũng khá là cũng không nắm rõ được quá nhiều. Bằng chứng là qua cái việc trả lời câu hỏi thì thẳng cứ 50-50 đúng không? Chứng tỏ là các bạn không chắc chắn về cái phần đấy. Đấy, thì cái đấy là cái mà hy vọng qua buổi hôm nay thì các bạn sẽ có những cái kiến thức bổ ích hơn, hiểu được là doanh nghiệp nó đang sử dụng những cái phần mình đang học như thế nào. Và hy vọng là chị Ba cũng sẽ dành thời gian để chia sẻ nhiều hơn đến các bạn bách khoa hơn nữa. Và một lần nữa là xin cảm ơn chị, cảm ơn FPT và cảm ơn tất cả các em đã tham gia buổi hôm nay. Dạ vâng, em cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Em cảm ơn thầy và tất cả các anh em Đại học Bách Khoa đã join cùng với mình, và hy vọng sẽ còn rất là nhiều cơ hội khác để cùng chia sẻ với tất cả mọi người. Chào. À, rồi chào chị Ba nha, chào các bạn, chào các em nha. Dạ vâng, chào thầy ạ, chào mọi người. Chào chị.